Nếu mình đã phạm tội với Ngài qua thì xin Chúa tha thứ. Nếu mình chưa biết rõ về Chúa Giêsu thì xin Chúa bước vào trong đời sống của mình để giúp cho các con nhận được sức mạnh và phước từ nơi Chúa. Rồi xin các con nhắm mắt lại, nhắm mắt lại và lập theo những lời sau đây nha. Kính lạy Chúa yêu thương, chúng con cảm ơn Chúa vì tối hôm nay Chúa cho chúng con có mặt tại đây để chúng con biết được tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa, Chúa luôn luôn yêu chúng con. Chúa luôn luôn yêu chúng con. Chúng con biết rằng chúng con dễ phạm tội. Chúng con dễ phạm tội. Nếu không có sự giúp đỡ của Chúa, giờ này con mời Chúa Giêsu bước vào cuộc sống của con. Xin Chúa Giêsu giúp cho chúng con được chiến thắng trước tội lỗi, để cuộc đời của chúng con luôn được phước, nhận được tình yêu từ nơi Chúa. Xin Chúa tha tội con, nhận con làm con của Ngài, xin Chúa ban phước cho con những ngày sắp đến. Chúng con sống đắc thắng trong danh Chúa Giêsu. Con cầu xin, Chúa bấy nhiêu điều, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi các con yên lặng nha, để cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ cho các con. Hỡi Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Cha vì Ngài là tình yêu và Ngài đến thế giới này để yêu tất cả mọi người, và trong đó có các cháu thiếu nhi trong buổi tối hôm nay. Chúa đã nghe những lời các cháu nói, và những lời này xin Ngài giúp đỡ cho cuộc đời các cháu sẽ trở thành những cuộc đời có ích lợi cho gia đình, cho xã hội và cho những người xung quanh. Chúng con biết rằng xã hội ngày hôm nay đầy dẫy những tội lỗi, những cạm bẫy và đầy dẫy những cái sự xấu xa. Và các cháu thì còn rất là nhỏ, dài. Và chính vì điều này làm cho các cháu dễ bị rơi vào những sự cám dỗ. Con cầu xin Chúa Giêsu là đến và các cháu đã mời vào để làm chủ cuộc đời của mình. Xin Ngài tiếp tục vận hành điều khiển và giúp đỡ cho các cháu biết những điều nên làm và những điều không nên làm, để cuộc đời của cháu nhận được phước từ nơi Ngài. Tôi cũng cầu xin Ngài ban phước cho các cháu có một cuộc đời mới kể từ giờ phút này, và có sự khôn ngoan trong việc học hành trong những ngày sắp đến. Xin Chúa bảo vệ gìn giữ các cháu được lớn lên trong sự chăm sóc đặc biệt và luôn luôn được ở trong tình yêu mà Ngài dành cho con. Cảm ơn Ngài. Chúng con xin dâng các cháu trong cánh tay yêu thương của Cha, và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi. Right.